Hai, xin chào các bác, chào tất mọi người. Đây này, lại đây em đây các bác nhá. Hôm nay có tí nồi cơm về thì em chọn cả một đống thì mới có một con nó siêu phẩm luôn các bác, hiệu Hitachi. Đây này, nói chung là khá là đẹp luôn các bác nhá. Chả còn cái điểm chết gì của con này, nguyên thùng ý. Con này giống như nguyên thùng. Con này sản xuất thì em không biết đọc ở đâu. Đây này, con này 1.8 lít, dung tích của nó là 1.8 lít. Sản xuất 2015 các bác nhá. Đây là 2015 này. Nói chung là còn thiếu cái hộp xốp các bạn. Còn thiếu cái hộp xốp. Một con Hitachi khá ngon, nồi cơm của hiệu Hitachi 1.8 lít, dùng cho 5 đến 6 người ăn các bạn, 5 đến 6 người ăn. Bây giờ em sẽ view ở bên trong của nó nhá. Ngoại thất thì em view 360 độ cho bác xem rồi. Còn nội thất của nó đây các bác. Ui trời, không thể tin được có những con nồi cơm nó lại đẹp như thế này. Đây này, doang này, các bác thấy chưa, như mới các bác ạ. Nó gọi là nồi cơm mới luôn chứ không gọi là nồi cơm cũ nữa. Đây này, em để nó hơi bị chênh này một tí nhá. Này các bác thấy chưa, này nồi này, các bác thấy chưa, nó là nồi cơm mới các bác, nồi cơm mới như kiểu bên Nhật họ quên được chưa sử dụng, hoặc là có những cái nhà họ giàu nhiều tiền họ không sử dụng tới nó. Đấy, họ không sử dụng tới nó. Hitachi 1.8 lít. Đây này, lòng này. Lòng thì không khác gì nồi mới các bạn. Nồi mới rồi các bạn nhá. Đấy. Đây bây giờ em xem nó là. Đây này, nó là áp suất nhá các bạn nhá. Áp suất này. Mới đét này, đẹp này. Ok chưa? Chưa sử dụng các bạn. Chưa sử dụng một tí nào. Với con nồi này thì nó đẹp nhất trong cái đống nồi nhà em rồi. Không còn gì để mà bàn cãi gì nữa. Doang đây, xanh đét luôn. Đó, thấy chưa? Ok chưa? Đấy, view cặn kẽ nhé. Hitachi 1.8 này. Có mã là SS18E9G 2015. Mới đét. Thì bác cần inbox cho em. Em bán giá công khai cho bác có giá là 2.3 triệu đó nhá. 2.3 triệu. Ok chưa các bác? Bác cần inbox trực tiếp vào số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhá. Có đồ cơm mới tinh 2015 này. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhá.